Rồi, định lý. Rồi, định lý thì thứ nhất là mình giả thuyết và kết luận của định lý này các bạn. Thì một tính chất ha, một tính chất được khẳng định là đúng, được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là một định lý. À, ok. Một tính chất mà nó luôn đúng mà được khẳng định ha bằng cái suy luận á thì sẽ được gọi là định lý. Rồi, giả thuyết của định lý á là điều cho ta biết. Giả thuyết của định lý á, là điều cho ta biết ha, nghĩa là cho ta biết cái gì đó các bạn ha. Nhiều cái đề yêu cầu đó là ta biết định lý đó, mình sẽ biết được những gì trong đây ha, rồi giả thuyết. Giả thuyết ha. Kết luận của định lý là điều được suy ra. Kết luận của định lý là điều suy ra. Thì cái bài định lý này mình sẽ học đó là có cái giả thuyết, có cái giả thiết và có kết luận, cái kết luận ha. Rồi là cái nhất. Thứ hai là chứng minh định lý. Chứng minh định lý á, thì mình sẽ chứng minh định lý dùng những cái lập luận á, để từ những cái giả thuyết đó mà suy ra được những cái kết luận của mình ha, suy ra những kết luận. Rồi thì dạng bài tập đầu tiên đó, mình sẽ phát biểu một định lý hoặc là chọn câu phát biểu đúng. Rồi đây nè, bây giờ mình có định lý các bạn ha, tìm tìm một cái trống nè. Nếu hai đường thẳng phân biệt ha cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba, cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba ha. Rồi bây giờ thầy có hai đường thẳng phân biệt là hai đường như thế này đây ha, đây được gọi là hai đường thẳng phân biệt, hai đường phân biệt như thế này ha, cùng vuông góc với đường thứ ba, nghĩa là cả hai thằng cùng vuông góc với đường thứ ba, cùng vuông góc ha, thì hai thằng này nó sẽ song song với nhau ha, hai thằng này song song với nhau thì ra. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường đó nó song song với nhau ha. Rồi đó là một cái phát biểu, một cái định lý các bạn ha. Đây, hãy viết kết luận của định lý sau bằng cách điền vào chỗ trống đó. Mình sẽ điền vào cái kết luận của định lý thôi. Rồi dạng số 2 là viết giả thiết và kết luận của định lý. Viết cái giả thiết và kết luận của định lý ha. Thì phương pháp dạy của mình đó, thì mình sẽ vẽ hình tương ứng. Vẽ hình tương ứng rồi viết cái điều cho biết giả thiết và cái điều cần thì suy ra. Cho biết giả thiết á, nghĩa là cái đề cho mình cái gì trong đó ha, cái gì, cái đề cho mình sẵn cái gì. Rồi còn cái điều kết luận á, kết luận nghĩa là cái điều mình còn phải chứng minh hay còn phải tính toán á, cái được gọi là cái điều phải kết luận. Giả thuyết là những cái dữ kiện đề bài cho ha, các bạn chỉ hiểu như vậy được rồi. Rồi nên sử dụng các ký hiệu toán học để viết cái giả thuyết kết luận ha, nghĩa là cái phần giả thiết kết luận. Ví dụ vuông góc á, vuông góc thì mình sẽ ký hiệu vuông góc vào ha, những cái hiệu vuông góc vào, hoặc là song song, cái hiệu hai đẹp như thế này ha, song song. Rồi ví dụ chỉ ra giả thuyết về kết luận của các lý sau. Câu A nè, nếu một đường thẳng các hai đường thẳng song song sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó sẽ song song ha, hai thẳng song song. Rồi vậy thì thứ nhất nè các bạn, nếu một đường thẳng các hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau. Cặp góc so le trong bằng nhau nghĩa là cái hình mình như thế này nè. Đây, nếu như có hai đường thẳng A và B này ha, song song với nhau sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau, thì so le trong của mình là cặp A1 nè. Góc A1 cái này nó sẽ bằng góc B1 ở đây ha. Vậy thì ta nói A1 sẽ bằng với B1 là cái giả thuyết đề cho. Giả thuyết đề cho ha, là A1 bằng B1. Rồi cái kết luận nữa bạn, kết luận là sao chứ thì nè, thì hai đường thẳng đó song song, cái kết luận của mình ha là thì hai đường thẳng nó song song. Vậy thì kết luận ký hiệu là KT KL ha, hai thẳng song song với A song song với B ha. Rồi nghĩa là nếu như mình có hai đường thẳng như thế này ha, mà hai đường thẳng này tạo bởi một cái cặp góc soi trong bằng nhau, soi trong bằng nhau nghĩa là A1 bằng B1 á, vậy thì ta nói hai đường này nó sẽ song song với nhau, hai đường này song song với nhau ha. Rồi đó là cái câu A. Rồi câu B nè, nếu một đường thẳng cách hai đường thẳng song song, nếu một đường thẳng á, cách hai đường thẳng song song, và nếu như có một cái đường này nè, cách hai đường này song song, thì giả thuyết của mình là có hai đường này song song chưa, hai này song song nghĩa là A sẽ song song với B, A với B ha, thì hai góc soi trong bằng nhau, góc soi trong bằng nhau nghĩa là góc A1 nó sẽ bằng góc B B1 ha. Cái kết luận đó chính là cái kết luận của cái đề bài của mình ha. Còn nó giả thiết là giả thiết ban đầu để có để cho.
Rồi, rồi như vậy ha. Rồi, ví dụ số 3. Hãy viết định lý nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Với một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song ha. Vậy thì khi các bạn học bài này xong á, thì khi những các bạn làm những cái bài tập á, bài tập ha, thì các bạn phải ghi cho thầy cái giả thuyết hoặc cái kết luận vào ha, cái giả thuyết hoặc kết luận vào. Và khi xong thì mình có trình bày tính toán ha, để tóm tắt đề các bạn ha, cái việc ghi giả thuyết kết luận cũng là để tóm tắt đề. Rồi thứ nhất nè, hãy viết định lý nói về đường thẳng, nó về một đường thẳng vuông góc ha, với một trong hai đường thẳng song song. Vậy thì một đường thẳng vuông góc nè, một thẳng C nè, vuông góc ha, vuông góc với A nè, thì ta có C vuông góc với A, và ở đây và giả thuyết của mình là có C vuông góc với A với trong hai đường thẳng song song. Trong hai đường thẳng song song á, nghĩa là đường A nè nó song song với đường B. Vậy thì nếu như A nè song song với B và A vuông góc với C, vậy thì B cũng vuông góc với C ha, B cũng vuông góc với C, nghĩa là C vuông góc với B ha. À, cái kết luận của mình đó ha, từ cái giả thuyết ban đầu có sẽ suy ra cái kết luận của mình, tôi được gọi là cái giả thuyết kết luận ha. Rồi dẫn số 3. Nếu căn cứ của một của các khẳng định ha, trong chứng minh định lý đó, nêu căn cứ ha của các khẳng định trong chứng minh định lý á, và sắp xếp các câu chứng minh định lý theo đúng thứ tự ha, đúng thứ tự. Thì cái này chính là lý thuyết thôi các bạn ha, lý thuyết thôi. Rồi mình sẽ dựa vào những cái kiến thức đã học này, ví dụ là góc tích đỉnh này ha, rồi cái bài thuyết đã học đó. Rồi ví dụ đây, giả thiết cái luận mà chứng minh ha, cái luận mình. Rồi bây giờ thầy có những cái khẳng định sau đây và những cái căn cứ của khẳng định ha. Đây, căn cứ khẳng định. Đây thứ nhất nè, O1 cộng O2 bằng 180, hai góc cộng là 180 thì lý do là vì gì vậy? Vì hai góc là hai góc kề bù ha. Hai góc kề bù thì tổng của chúng sẽ là 180. Dạ. Vì O1 và O2 là hai góc kề bù ha. Tương tự á, thì ta có góc O3 cộng góc O2 thì nó bằng 180 ha. Vì O3 và O2 kề bù. Các bạn nhìn trên cái hình này nè. Này thứ nhất là mình có O1 nè. O1 với O2 á là hai góc kề bù. O3 với O4 á cũng là hai góc kề bù ha, tổng của chúng 180. Rồi cái thứ ba á là O1 cộng O2 bằng O3 cộng O4. O1 cộng O2 bằng 180, O3 cộng O4. O2 cộng O3 đi. O2 cộng O3 cũng bằng 180 đó ha. Vậy thì ta có hai này bằng nhau á, lý do là đều bằng 180 chưa? Đều 180 ha. Rồi cái thứ tư đó là O1 bằng O3, O1 bằng O3 căn cứ vào. Này, các bạn nhìn cái số 3 của mình nè. À. O1 cộng O2 bằng O2 cộng O3. Thì O2 này với O2 đã giống nhau rồi. Đã giống nhau rồi ha. Vậy thì O1 với O3 cũng giống nhau. Giống nhau nghĩa là nó sẽ bằng nhau ở chỗ này. Ha, O1 sẽ bằng với O3 chỗ này. Xong ha. Bài này dễ lắm các bạn, không cần bạn chỉ cần biết cách viết giả thuyết một cái luận này ha. Rồi hiện số 4 này cho giả thuyết kết luận của một định lý diễn đạt định lý đó bằng lời ha. Rồi ví dụ mình sẽ diễn bằng lời theo định lý như vậy nè, nếu có A thì sẽ có B, nếu có A thì có B ha. Thì A của mình á, nếu có A chỉ là nếu có giả thuyết là A đó ha, thì B chính là kết luận ha. Dạ, phải kết luận ha. Rồi diễn tả cái định lý sau bằng lời nè, nếu A và B đúng không cùng song song với M thì A sẽ song song với A song song với B ha. Thì để tổng quát lên á thì ta nói gì nè, nếu hai đường thẳng ha, ta có là hai đường thẳng rõ rệt của mình A với B đúng không, vậy thì nếu có hai đường thẳng A, nếu có hai đường thẳng ha cùng song song với đường thẳng thứ ba đúng không, đường thẳng thứ ba chính là song song với M đó, thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau, được chưa? Hai đường thẳng song song với nhau ha. A song song với M, B song song với M thì A sẽ song song với B ha. Rồi, đó là cái bài định lý các bạn. Rồi dạng số 2 các bạn nhìn ra đây nè.
vẽ hình và viết giả thuyết kết luận. À, vẽ hình và viết giả thuyết kết luận ha. Rồi thì các bạn nhìn này, thứ nhất là câu A này, nếu hai đường thẳng á, nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị ha, bằng nhau thì hai đường thẳng nó song song. Rồi vẽ hình thì mình vẽ hình là gì, hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba, rồi ta có hai đường thẳng ở đây ha, hai đường thẳng như thế này, dạ. Cắt một đường thẳng thứ ba, đây cắt đường thẳng thứ ba như thế này ha, thì tạo thành hai góc đồng vị ha, hai góc đồng vị có hai góc đồng vị bằng nhau á thì chúng nó sẽ song song với nhau. Hai góc đồng vị của mình là hai góc này vậy, hai góc cùng hướng như một phía, cùng hướng như một phía nghĩa là nó đang đồng vị với nhau ha, cùng hướng như một phía là được gọi là hai góc đồng vị. Vậy thì nếu như hai góc đồng vị là bằng nhau đó ha, yêu cầu là viết giả thuyết và kết luận đúng không, thì mình sẽ đặt tên điểm các bạn. Rồi thì gọi đây là góc A đi. Rồi ở đây góc B rồi, đó là số 1 đi. A1 của mình ha và B1 của mình. Rồi vậy thì giả thuyết và kết luận nữa bạn. Thứ nhất là giả thuyết ha. Giả thuyết ký hiệu là GT, kết luận là KN ha. Rồi, giả thuyết của mình nó thì mình sẽ có nè. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau đó, như đó hai góc đồng vị bằng nhau ha, nghĩa là ta có A1, giả thuyết của mình đó là A1 sẽ bằng với B1, A1 sẽ bằng với B1 đó là hai góc đồng vị bằng nhau, thì kết luận là gì, kết luận là hai đường thì hai đường thẳng nó song song ha, thì hai đường thẳng nó song song thì hai đường này mình gọi là đường A đường B đi ha. Ta gọi hai cái đường này sẽ là đường A mà. Đường A ở đây ha và đường B. Thì hai đường thẳng nó sẽ song song với nhau. Rồi vậy thì kết luận cái này chính là A này sẽ song song với B ha. Rồi bây giờ và đây giải trước kết luận. Khi các bạn trình bày á thì các bạn kể như thế này, kể xuống ha. Kể như trong sách giáo khoa đó, rồi kể ngang qua. Đó ha. Giả thuyết là cái đề cho, kết luận đó là cái phần mình kết luận lại thôi ha, à, gọi là giả thuyết và kết luận. Rồi câu B nè, nếu hai đường thẳng song song cách đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau ha, thì câu B nó ngược lại các bạn, ngược lại ha, thì đầu tiên ta có giả thuyết câu B và có kết luận câu B rồi. Giả thuyết thứ nhất là nếu hai đường thẳng song song, nếu hai đường thẳng song song là người ta đã cho hai đường thẳng song song, cho hai đường thẳng song song nghĩa là A sẽ song song với B ha, song song với đường thứ ba đó, nếu hai đường thẳng này song song cắt một đường thẳng thứ ba, cắt một đường thẳng thứ ba ha, thì hai góc đồng vị bằng nhau, thì hai góc đồng vị bằng nhau thì ta có hình nè, nếu A song song với B cắt cái đường thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau, thì kết luận của mình đó chính là kết luận A một sẽ bằng với B, B1 ha, A1 sẽ bằng B1 ở đây. Thì cái này được gọi là giả thuyết với kết luận ha, giả thuyết với kết luận. Rồi xong ha. Rồi kể lại. Rồi giả thuyết kết luận ha, rồi xong. Bài này chỉ các bạn ghi tóm tắt đề thôi, rất là học để tóm tắt đề ha, không có gì khó hết. Rồi hoặc là cái bài này các bạn cho định lý nè, hai tia phân giác của hai góc kề bù thì tạo thành góc vuông như hình bên ha, hai tia phân giác của hai góc kề bù thì tạo thành một góc vuông như cái hình bên, vậy thì giả thuyết của mình là như đây, ta có giả thuyết và kết luận đây ha, luận cái này, hai tia phân giác của hai góc kề bù, hai góc kề bù ha, đây này hai tia phân giác hai góc kề bù, nghĩa là cái tia này bạn, cái tia OB nè, OB sẽ là tia phân giác ha, OB tia phân giác thì chia cái góc này tạo thành một góc vuông ha, góc vuông này nè, góc vuông ha, thì ta có cái góc này NOB nè, cái góc NOB của mình á với cái góc BO
BOM đó, nếu như hai góc này cộng lại thì nó sẽ bằng 90 đó ha, là bằng 90. Vậy thì hai góc kề bù, hai tia phân giác của hai góc kề bù á, của hai góc kề bù ha, là ta sẽ có hai này gì nè, ON là tia phân giác, ON là tia phân giác đúng không? Cái gì nè, ON là tia phân giác của góc BOC, BOC ha. Vậy thì ta có được là góc B nè, ON đó, BON ha, nó sẽ bằng với góc NOC là thứ nhất. Giả thuyết thứ nhất ha. Giả thuyết thứ hai á, đó là cái góc BOM đó, nó sẽ bằng với góc NMOE ha. Vì OM nè, OM là phân giác, OM là phân giác nên chia cái góc BOE ra làm hai phần. Phần thứ nhất là góc BOM, thứ hai á, là MOE ha. MOE bây giờ đây là giả thuyết mình cho. Rồi kết luận là gì? Kết luận là tạo thành một góc vuông. Tạo thành một góc vuông ha. Góc vuông á nghĩa là cái góc NOB đó cộng cho cái góc, tạo thành góc vuông á nghĩa là mình phải chứng minh cái gì? Chứng minh cái góc NOM của mình á bằng 90 độ ha. 90 độ được chưa? Tạo thành một góc vuông nghĩa là chứng minh cái góc MON của mình 90 độ ha. Rồi đó là cái cách viết giả thuyết cái luận như vậy ha. Rồi, giải thích cái luận như ha. Rồi diễn đạt bằng lời, bằng lời này, thứ nhất giả thuyết của mình là có a song song với b, a song song với c, kết luận là góc a1 cộng góc b thì bằng 180. Thì thứ nhất là nếu như a, nếu như một đường thẳng song song với một đường thẳng, nếu như một đường thẳng thứ nhất á song song với một đường thẳng thứ hai ha, thì sẽ tạo gì? Và như các bạn, nếu như nè, nếu như hai đường thẳng song song với nhau ha, diễn đạt bằng lời nè, nếu như hai đường thẳng song song và cắt đường thẳng thứ ba thì tạo thành hai góc hai góc trong cùng phía bù nhau ha, hai góc trong cùng phía bù nhau. Đây các bạn nhìn cái hình này nếu hai đường thẳng này đúng không, song song với nhau và cắt đường thẳng thứ ba thì sẽ tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau ha. Bù nhau nghĩa là tổng của chúng cộng lại bằng 180 ha. Hai góc trong cùng phía bù nhau tổng của chúng cộng lại bằng 180. Rồi, đó là cái câu E ha, hay câu B nè. Nếu như A1 cộng B1 á bằng 180 thì kết luận là A song song với B. Kết luận A song song với B ha. Vậy thì A1 cộng B1 bằng 180 nè, chính là hai góc so, hai góc trong cùng phía ha. Vậy thì nếu gì? Nếu hai góc trong cùng phía bù nhau ha. Trong cùng phía bù nhau được tạo bởi hai đường thẳng cách một đường thẳng đúng không, thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau ha. Đó, đó là cái biểu bằng lời các bạn ha. Rồi cơ bản là cái bài định lý cũng là xong các bạn ha, bài định lý là xong rồi đó. Định lý các bạn là học để biết cách giải thuyết và kết luận như thế nào.